Hai người phụ nữ kiện tập thể 8 trường đại học hàng đầu tại Mỹ đã tạo ra quy trình cho phép gian lận điểm thi từ các sinh viên. Danh sách 8 trường đại học bao gồm Đại học Georgetown, Stanford, California, Los Angeles, San Diego, Nam California, Texas, West Forest và Yen một trong những huấn luyện viên tennis tại trường đại học Texas, Michael Center, đã bị buộc tội nhận 100.000 đô la Mỹ cho mỗi trường hợp tuyển sinh các sinh viên vào trường này. Theo đó, các sinh viên không cần giỏi về thể thao sẽ xuất hiện như những vận động viên tiềm năng trong hồ sơ, đủ điều kiện để được tuyển vào những trường đại học danh tiếng. Luật sư cho biết, các trường đại học đã không duy trì được giao thức và bảo mật đầy đủ, tạo kẽ hở cho các nhân viên trong trường nhận hối lộ để tham gia vào các vụ gian lận điểm thi. Trong khi đó, nhiều học sinh liên quan đến vụ việc đã trả lời báo chí lần đầu tiên sau vụ lùm xùm điểm thi. Jack Buckingham, con trai của tác giả cuốn sách The Modern Girls Guide to Life, trả lời báo The Hollywood Reporter. Tôi được khuyên không trả lời về vấn đề này, nhưng tôi vẫn thấy mình cần phải nói. Tôi biết rằng có hàng triệu sinh viên cũng xuất thân từ những gia đình giàu có, nhưng họ không gian lận để thực hiện ước mơ của mình. Tôi rất buồn khi biết rằng mình dình lưu tới một vụ việc chấn động như vậy. Những người trong đường dây ấy đã chiếm vị trí của những học sinh chăm chỉ trên con đường thực hiện ước mơ của họ. Ngày 12 tháng 3, gần 50 người giàu có và nổi tiếng, bao gồm cả các ngôi sao Hollywood đã ra tòa. Trong hầu hết các trường hợp, học sinh không hề biết cha mẹ đã lo việc này, mặc dù trong một số ít trường hợp khác, các em đồng ý tham gia. Không ai trong số những học sinh trên bị buộc tội tại phiên tòa ngày 12 tháng 3.